Rồi hello nha em. Nè Phép Linh con AB Thái màu đỏ đen nè. Xe gốc Tây nè em ha. Biển số cũng khá là xịn sò ha, nhưng mà bốn số. Bốn số thì sau này chuyển dùng sang tên hay là định danh vậy đó chắc cũng phải đổi rồi. Bóng led. Đèn led. Giá 45 triệu bao sơ cho nên. 45 triệu. Tem tiết còn đầy đủ ha. Zin hết luôn nha anh em ơi. Còn rất là đẹp ha. Này mới về giữa hè vậy đó, chưa có rửa nữa. Mới vừa gớt chành xuống quay cho anh em thấy nó cũng còn sạch sạch đó, chạy quay. Mai rửa. Mâm sơn zin đẹp quá. Này dơ. Xe này zin chắc. À, nguyên zin em ha. À, chưa có động đậy gì. Mới về chưa tháo bằng keo quá. Bằng keo nè. Đây, lên tiếp xe cũng còn sạch, không đến nỗi dơ. Giá này cũng khá là tốt quá nè. 45 triệu ha. Anh em được thì liên hệ ủng hộ chứ nếu không có bớt anh em ha. Xe này có công tắc đèn. Đèn led sáng quá. Đèn này đi ban đêm tuyệt vời luôn. Giá này khá là tốt quá. Xe đẹp quá anh em ơi. Không tán quá. Đẹp quá ha. 45 triệu. Nguyên zin này mai rửa xịt dầu vô đèn khui nha. Vậy đó, xe của gia đình ta sử dụng một chủ mà, một chủ ngay từ đầu ha. Máy chắc quá. Rồi anh em nào quan tâm thì alo ủng hộ ha. Cho con AB Thái 45 triệu bao hồ sơ cho anh em luôn. Thì mấy cái hồ sơ bây giờ là tầm tháng trên dưới tháng nha anh em ha. Hồ sơ giờ rút không có như lúc trước nữa đâu anh em ơi, rút hơi khó rồi. Ra anh em cũng chịu khó đợi chờ khi mà mình đam mê anh em ha. Rồi xin cảm ơn.